Vâng, chào Nguyễn Đình Quyền, cảm ơn Đàm Văn Đông. Nguyễn Đình Quyền nghe rõ. Vâng, thưa các bạn, bây giờ là 10 giờ 1 phút ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại California ngày thứ năm. Ở bên Việt Nam các bạn bây giờ 12 giờ 1 phút ngày 29 tháng 7 năm 2022. Vâng, thưa các bạn, trong những ngày qua chắc là các bạn thấy cái xe sức làm việc của nhà báo ngày nào cũng 3 tiếng. Okay. Ngày hôm nay, vâng, chào bạn Hoàng Thành Trinh. Ngày hôm nay chúng tôi cố gắng đọc hết 4 bài báo. Nhưng mà trước hết, có một vài bản tin đầu tiên. Chúc cho con cọp Lê Thái bình an vô sự. Lý do là con cọp Lê Thái sau khi có lẽ nghe được bài viết của Trần Bằng với lại của nhà báo nói về 50 hectare đất, khu đất được khai thác bất hợp pháp của con đại bàng cao nguyên, ngày hôm nay trở thành con chim cút cút xéo đi. Và cái bài viết của nhà báo đã, các bạn đang trên coi trên đó, thì đây là cái lá thư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kính gửi ông Trịnh Lương Hy, địa chỉ số 14 đường 57 khu dân cư Tân Quý Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn biết ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ quận 7 là một trong những quận gọi là dân thượng lưu giàu có ở nhiều nhất. Lẽ đương nhiên có những khu vực nó giáp danh với lại bên Đa Phước thì nó còn là không có không không có được tươm tất cho lắm, nhưng mà quận 7 thì đa số là những dân nhà giàu. Chào ông Cố Tổ, chào Hà Riêng. Thì chúc cho Lê Thái vào bình an và nhớ chụp cho giùm chú một cái hình rất là quan trọng. Đó là hình tại sao cái tượng đài liệt sĩ mà Ba Hy đạo đức giả đã bị gỡ đi. Và ngày hôm qua nhà báo đã nói rồi, nếu đã gỡ cái của Ba Hy đi thì cái của thằng Nguyễn Quang Trường và con Le Le ở trên Yên Bái cũng phải gỡ đi. Tại vì theo nguyên tắc, những đài liệt sĩ đó là thuộc những cơ quan trách nhiệm của các tôi không biết là cơ quan nào, nhưng mà chắc chắn là cơ quan của chính phủ, của các ủy ban nhân dân hoặc huyện hoặc xã, chứ chưa thấy một tư nhân nào có quyền xây một cái đài liệt sĩ. Thằng Nguyễn Quang Trường và con Le Le nhân danh ai mà dám xây một cái đài liệt sĩ ở trong sân nhà nó? Phải chăng đó là một hình thức, lại là chuẩn bị gây quỹ? Thì người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Thì Lê Thái đang lái xe đi vào trong khu vực đó trong lúc tôi đang live stream. Thì chúc cho Lê Thái bình an mạnh khỏe. Và cũng nhắn tin, nếu mà trường hợp wifi yếu đó thì Lê Thái chỉ cần quay phim mà. Đừng có wifi. Thứ nhất, khi mình wifi đó thì mình lộ ra cái vị trí mình đang đứng. Đó là lý do mà tại sao nhóm tổ quạ trên hết ngày xưa đó ở bên Việt Nam nó rất tức, thì lấy cái là thấy video của nhà báo lên thì nó chạy tới nơi thì nhà báo ở chỗ khác này. Và thằng Hoàng Duy Hùng bây giờ nó cũng đang áp dụng đúng cái chính sách đó. Khi nó nói nó đang ở phố cổ Mã Mây thì thật sự là nó đã nằm ở trên Yên Bái rồi. Đấy. Nó quay trước.
nhưng mà nó chiếu như vậy. Vâng, ngày này trước khi đi vào chủ đề chính. Chào bạn Đu Càng. Thì nhà báo cũng có một cái tin tin ngắn nhỏ thôi. Thì cái tin này không quan trọng lắm. Là tin Hoàng Duy Hùng muốn lấy mẹ Kim Ngân. À, ấy, anh xin lỗi. À, tin Hoàng Duy Hùng muốn lấy mẹ của Kim Ngân. Đau khổ. À, tin này thì thuộc về tin của anh San Kham. San Kham ngày hôm qua đó, San Kham có nói về bà Phùng Tuệ Châu, con trâu trâu trâu, con Phùng Tuệ trâu trâu, thì San Kham nói rất đúng. Thì ngày hôm qua thật sự nhà báo thì không có chủ trương nói về cái vụ đó và cũng chưa có kiểm chứng, thành ra chưa nói được nhiều. Thì cái tin đó thì nó như thế này, là mắc mớ chi bà Phùng Thị Châu là người đi đứng ra bênh vực Hoàng Duy Hùng. Khi mà bà Phùng Thị Châu bảo bênh vực á, thì rõ ràng cái ý đồ và bà xác nhận sống chết bà cũng phải ôm chân Hoàng Duy Hùng. Bởi vì Hoàng Duy Hùng với bà đó thật sự, nếu Hoàng Duy Hùng lấy được một đứa con gái 21 tuổi, tức là Hoàng Duy Hùng 61, 21 là 40 tuổi, thì Phùng Tuệ Châu mới lớn hơn Hoàng Duy Hùng 20 tuổi thôi. Thì có phải là vì Phùng Tuệ Châu mà ước mơ Hoàng Duy Hùng mà cố bám cho tới giờ phút này. Thì anh San Kham có gửi một cái như thế này. Chào Quang Trường. Hùng Tuệ trâu, trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra đồng ruộng, trâu cày với ta. Ở Việt Nam không có ai 21 tuổi tốt nghiệp đại học mà lấy chồng đáng tuổi ông ngoại mình đâu. À, thì hóa ra là Phùng Tuệ Trâu đã bị các anh Bình Phương, ông Trần Biên Ái, cái đại khái lên lớp. Cái chuyện thằng Hoàng Duy Hùng nó lấy ai thì bà Phùng Tuệ Châu nói cái gì? Bà Phùng Tuệ Châu nói rằng tôi báo tin vui cho mọi người, tin vui này không phải của tôi mà là của luật sư Hoàng Duy Hùng sắp có vợ rất 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 trẻ. Chỉ mới 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Tháng 8 này sẽ làm đám hỏi. Bao lâu sẽ làm đám cưới thì tôi chưa biết. Và chắc chắn rằng đám cưới sẽ ở Hà Nội. Và chắc chắn rằng đám cưới sẽ ra ở ở Hà Nội. Đám cưới này chắc là vui lắm đấy. Cô râu là cháu ngoan của bác Hồ, vì cô râu mới chỉ 21 tuổi thôi. Kẻ nào đánh phá thì cứ việc đánh phá, nhất là những người theo đạo Đức Phật Thích Ca, lại cực đoan còn hơn các tay Việt Nam Cộng Hòa. Các người không xứng đáng nếu nhân danh là người Việt Nam yêu nước. Tin này tôi đưa ra, chúng nó lại loan rằng Phùng Tuệ Châu chống cộng. Tôi chửi chúng nó là lũ hèn mặt. Ok, bây giờ tôi hỏi, Phùng Tuệ Châu có phải là mẹ của Hoàng Duy Hùng không? Mà Phùng Tuệ Châu lại đưa ra cái chi tiết, trong khi đó Hoàng Duy Hùng nó chỉ nói như thế này: mẹ của Kim Ngân muốn làm đám hỏi vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 8 2022 ở thành phố Hồ Chí Minh.
làm nghi thức ở nhà lúc 10 giờ, sau đó kéo ra nhà hàng. Xin trân trọng kính thông báo đến anh chị em. Thưa các bạn, một thằng luật sư viết một cái tút không nên thân, một con luật sư giả cũng viết một cái tút không nên thân. Tôi sẽ phân tích hai cái, dạy cho tụi nó cách viết chữ. Đầu tiên, thằng Hoàng Duy Hùng nó nói nó đám hỏi với ai? Không nói, nó chỉ nói là mẹ của Kim Ngân muốn làm đám hỏi. Thì như vậy là mẹ Kim Ngân muốn làm đám hỏi với Hoàng Duy Hùng, hay là Kim Ngân muốn làm đám hỏi với Hoàng Duy Hùng theo lời của mẹ, theo nguyên tắc. Theo nguyên tắc khi người ta nói rằng á, thưa lệnh của nhạc mẫu tên là ABC, tức mẹ của Kim Ngân. Ok, chúng tôi thừa lệnh sẽ tổ chức một lễ đám hỏi vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó Phùng Tuệ Châu thì nói ở Hà Nội. Ok, nhưng mà chưa xong. Đằng này nó nói rằng mẹ của Kim Ngân muốn, thì tôi nghĩ rằng mà mẹ Kim Ngân muốn làm đám hỏi với Hoàng Duy Hùng chứ đâu có phải là Kim Ngân. Châu cái lại. Chào bạn anh Việt. Rồi xong đó, mẹ của Kim Ngân muốn làm đám hỏi vào Chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đối với một người năm nay 76 tuổi, tôi hiểu rằng là bà mẹ của Kim Ngân muốn làm đám hỏi. Nhưng làm đám hỏi với ai? Thì thằng Hoàng Duy Hùng nó viết thì tức là đám hỏi với Hoàng Duy Hùng, chứ không phải là đám hỏi với Hoàng Duy mới lại Kim Ngân. Làm nghi thức ở nhà lúc 10 giờ, sau đó kéo ra nhà hàng. Cái này mới là cái mất dạy nữa. Ở nhà là nhà của ai? Ở đâu, địa chỉ nào? Nhà nó trong cầu tiêu của cái thằng công an Cầu Giấy à? Hả? Làm nghi thức ở nhà, nó thông báo và nó mời người ta thì nó bảo là làm nghi thức ở nhà lúc 10 giờ, sau đó kéo ra nhà hàng. Có ai mà làm một cái thông báo mất dạy như vậy không? Nó coi thường tất cả khách. Thành ra có một số người mới gọi điện thoại cho tôi sáng nay: anh Hùng, tôi sẽ không đi tham dự, mặc dù tôi nhận được cái tin nhắn của Hoàng Duy Hùng. Nó không có mời, chỉ là một cái tin nhắn. Đó là một cái sự hỗn láo. Thứ hai, nếu nó mời đó thì mình cũng có thể nể mình tới được. Còn đằng này nó không mời mà mình vẫn tới, thì công an bắt buộc phải suy rằng chúng tôi thật sự là những thành phần tay chân của Hoàng Duy Hùng. Tại vì nếu là bộ hạ của Hoàng Duy Hùng thì Hoàng Duy Hùng nó đâu cần phải mời, nó chỉ gọi thôi. Nó gọi xong rồi nó bảo kéo ra nhà hàng, có người nào mời khách cho, xong bảo ê tới nhà tôi nhá, xong mình kéo ra nhà hàng. Nó nói chuyện giống như bạn bè nó. Một thằng rất là mất dạy, quý vị thấy chưa, quá mất dạy luôn. Rồi xin trân trọng kính thông báo để đến anh em thì anh chị em này cái đại khái. Thì cái phần sau tôi không muốn đọc, tôi chỉ cho thấy một cái thằng nó ngu dốt, hay là nó lập lờ đánh lận con đen. Hoa thơm thì đánh cả cục, chơi luôn cả mẹ lẫn con, đúng không? Mẹ của Kim Ngân muốn làm đám hỏi,
Rồi xong đó. Chuyện nó ngưng ở đó. Bây giờ tới phiên bà Phùng Tuệ Châu. Hoàng Duy Hùng sắp có vợ rất trẻ. Đám hỏi chưa có mà đã lo nói rằng Hoàng Duy Hùng sắp có vợ rất trẻ. Phùng Tuệ Châu à. Khi bà nói rằng Hoàng Duy Hùng 61 tuổi sắp sửa có vợ rất trẻ 21 tuổi. Cách nhau 40 tuổi. Là bà đã xác nhận rằng những thằng Việt Kiều ở đây là những thằng độc về Việt Nam kiếm gái tơ. Đúng không? Thành phần Việt Kiều ở Mỹ này hoặc là ở nói chung ở trên thế giới. Già rồi mà còn về Việt Nam. Tức là những đứa có sắp có vợ rất trẻ. Cái đó không phải là một cái sự hãnh diện. Mà cái đó là một cái ngu ngốc cũng giống bà. Cũng giống bà. Chỉ mới 21 tuổi và đã tốt nghiệp đại học. Tôi hỏi bà. 18 tuổi mới học hết lớp 12. Và phải học 4 năm đại học thì mới tốt nghiệp đại học. Thì anh San Kham anh đã nói rồi. Tôi đồng ý với anh San Kham. Không có một cô gái nào rất trẻ, đẹp 21 tuổi mà tốt nghiệp đại học mà đi bắt đầu lấy một ông già vô danh tiểu tốt. Tôi nói vô danh tiểu tốt đây là ở nước Mỹ nó không chứa chấp nữa. Làm một luật sư thì không có bằng. Tôi nói thẳng luôn đó, tôi là người gửi đơn lên trên Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas. Tôi không làm thư ra tòa nữa. Tôi nói rằng thằng luật sư Hoàng Duy Hùng không có đạo đức. Nó đã từng bị đuổi ra khỏi nhà dòng khi đi học tu làm linh mục công giáo. Và nó đã có những cái tiền án ăn cắp tiền của người dân tị nạn ở San Jose và ở thành phố cộng đồng Houston. Và nó có rất nhiều vụ án thưa kiện nó. Nhưng với cá nhân tôi là một nhà báo, nó lừa tôi 2.000 đô la. Tôi mong rằng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas lưu tâm chuyện này. Nếu không tôi sẽ đưa nó ra tòa. Khi nó ra tòa đó, thì ai là người cấp giấy hành nghề cho nó? Bây giờ tôi nói thẳng, quý vị hỏi đây. Từ năm 2013 đến nay thằng Hoàng Duy Hùng có một cái vụ kiện nào không? Người ta đi tới vào trong hồ sơ người ta tìm luật sư Hoàng Duy Hùng thì người ta thấy rằng có một cái nốt cho biết ông Hoàng Duy Hùng đang bị những đơn khiếu nại của tôi. Nhưng mà họ sẽ không nói với tôi. Nói cho nó biết như vậy. Ok. Rồi trở lại cái vụ bà Phùng Tuệ Châu. Tháng 8 này sẽ làm đám hỏi. Ok. Mùng 7 tháng 8. Đúng. Bao lâu sẽ làm đám cưới tôi chưa biết. Thì tôi chưa biết mà dám nói rằng sắp có vợ rất trẻ là thế nào hả bà Phùng Tuệ Châu? Có rất nhiều cặp làm đám hỏi xong rồi không lấy nhau. Ngay ở Cali này nè. Môn đăng hạ đồ hộ đối luôn. Con gái của ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Trọng Đức, không phải là ông Đức đặt đầu bạc đâu. Đáng nhẽ lấy con trai của ông trung tướng Nguyễn Bảo Trị. Chỉ vì vấn đề mà kèn cựa nhau. Và vì tôn giáo khác nhau nữa. Gia đình ông Nguyễn Bảo Trị là Công giáo. Gia đình ông Nguyễn Trọng Đức là Phật giáo. Thế là hủy bỏ đám cưới. Tôi đã có thư mời. Và sắp sửa tới ngày đám cưới. Thì hủy bỏ. Và quý vị thấy rằng. Không có ai chiến thắng được tình yêu. Sau này hai đứa nó tự động nó lấy nhau. Nó không cần bố mẹ nữa. Đáng đời. Không cần bố mẹ luôn. Tự động nó lấy nhau và bây giờ có con có cái.
rất là đều này, cho thấy rằng á, không phải là cứ đám hỏi là phải có đám cưới, chưa chắc ạ, mà đám cưới chưa chắc là đã có lấy nhau ạ, cái đó cũng không biết ạ. Thì đây bà tôi chưa biết, và chắc chắn rằng đám cưới sẽ ở Hà Nội. Tôi chưa thấy một cái ai mà có đăng một cái tin tin báo hỷ mà là tôi chưa biết khi nào làm đám cưới mà rồi lại chắc chắn là sẽ làm đám cưới Hà Nội, trong khi đó là đám hỏi thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì làm đám hỏi thành phố Hồ Chí Minh có thể làm đám cưới ở Hà Nội, nhưng mà bà chưa biết, tức là bà chưa có một cái giấy gì tờ trong trong tay hết. Mà chính tôi, mặc dù tôi mới đọc cái tin là mùng 7 tháng 8 này, tôi chưa chắc cái đó là tin thật nữa. Mặc dù thằng Hoàng Duy Hùng nó gửi ra nhưng mà chưa chắc là tin thật. Lát tôi sẽ giải thích tại sao. Cô dâu là cháu ngoan của bác Hồ. Cái này bà lại láo khoét nữa. Làm sao cô, bà biết cô dâu là cháu ngoan của bác Hồ? Đã đi lính chưa? Đã quân đội chưa? Đã phục vụ trong công an chưa mà gọi là cháu ngoan của bác Hồ? Không lý là tất cả những người dân ở trong nước đều là cháu ngoan của bác Hồ hết à? Thế thằng Hoàng Duy Hùng bây giờ nó muốn lấy quốc tịch Việt Nam để nó trở thành cháu ngoan của bác Hồ luôn, phải không? Thế tại sao bà không lấy quốc tịch Việt Nam đi để bà trở thành cháu ngoan của bác Hồ? Nhưng mà cái câu của bà rất là ngu nữa. Cô dâu là cháu ngoan của bác Hồ vì cô dâu chỉ mới 21 tuổi thôi. Tôi chưa thấy một con mẹ nào nó làm mà không phải là luật sư nữa mà ngu đến cái mức này. Là cháu ngoan của bác Hồ chỉ vì cô dâu mới có 21 tuổi thôi. Thế những cô dâu mà lớn tuổi hơn 22 tuổi hay là 30 tuổi mà mới lấy chồng thì không phải là cháu ngoan của bác Hồ à? Các bạn trả lời cho tôi đi. Thằng Nguyễn Phúc Hùng này nói có đúng không? Có bạn Thu Nguyễn mới gửi cho tôi từ nãy giờ tôi không chưa đọc, thì nói rằng chào Đu Càng, nếu đúng như người mà Hoàng Duy Hùng đã cho ra mắt thì người đó đã trên 30 tuổi, đã có một đời chồng và hiện đang sống ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Ông cố tổ tôi nghe nói Hoàng Duy Hùng bị con bé nó chê về sinh lý lắm, chưa đi đến chợ đã hết tiền. Cái chuyện này thì chắc đùa thôi, nhưng mà tôi xác nhận bà Phùng Tuệ Châu căn cứ vào một điều luật nào ở Việt Nam để nói rằng cô dâu là cháu ngoan của bác Hồ vì cô dâu chỉ mới có 21 tuổi thôi à, con mẹ ngu mà ham nói. Nói cho người ta biết mình cái ngu của mình. Chào Tình và Tiền, chào Hoàng Nam. Chào bạn Chu Anh Tuấn. Kẻ nào đánh phá thì cứ việc đánh phá, nhất là những người theo Đức Phật Thích Ca. Bà Phùng Tuệ Châu, ở đây không có ai đi theo Đức Phật Thích Ca và cũng không ai đi theo Chúa Giêsu hết. Người ta chỉ đi theo đạo Công giáo hay là đạo Phật hay là đạo Phật giáo Hòa Hảo hay là đạo Cao Đài hay là vân vân. Nhất là những người theo đạo Đức Phật Thích Ca. Bà bênh hàng Hoàng Duy Hùng, bà là người Công giáo, thằng Hoàng Duy Hùng là người Công giáo. Bà bênh Công giáo đó là quyền của bà. Nhưng mà tại sao bà mang cái Đức Phật Thích Ca vào trong này? Thế những người Công giáo mà chống lại Hoàng Duy Hùng thì không được à? Nhưng lại cực đoan còn hơn là các tay Việt Nam Cộng Hòa. Tôi hỏi bà có phải là loại cực đoan không? Lát nữa tôi cho coi bà coi một cái clip một con mẹ chống lại cái công an tụt quần ra nó y chang bà nó vỗ háng với lại đại sứ Lê Văn Bàn. Thế bà có phải là cực đoan không? Hồi xưa bà chống cộng,
mà còn cực đoan hơn cả những người mà chống bây giờ nữa. Các người không xứng đáng. Cái đó là cái chuyện của mỗi người. Bà không có quyền nhân danh nhà nước. Bà nói như vậy tức là bà phá cái nghị quyết 36 và chỉ thị 45. Tin này tôi đưa ra chúng nó lại loan ra rằng Phùng Tuệ trâu chống cộng. Tôi chửi chúng nó là lũ hèn mặt. Bà có chửi 10 đời của bà đi nữa đấy thì bà cũng ngồi xe lăn mà không thể đứng lên được. Ok. Thì bà biết bà đưa cái tin này ra bị chúng nó đưa thì có mắc mớ gì tới bà đâu. Thằng Hoàng Duy Hùng nó lấy mẹ Kim Ngân chứ đâu phải nó lấy bà đâu mà bà phải đưa cái tin vui này ra để cho chúng nó chửi. Ok, tôi không nói nữa. Nhưng mà yêu cầu bà không nên mang vấn đề tôn giáo vào trong này. Đừng chơi cái trò chia rẽ tôn giáo đây. Ok. Bà đang chống lại nước Việt Nam, bà biết không? 80% là đi đạo Phật. Còn 10% là đi đạo Công giáo. Còn lại là các đạo khác. Đừng kích động tôn giáo. Ở đây, bây giờ trở lại cái trở lại cái bản tin này. Tôi muốn nói với lại anh Trần Biên Ải. Anh có những lúc anh nói rất là sáng suốt. Nhưng mà có những lúc hình như là cái gì nó ám ảnh anh. Anh chê rằng á, cái này là tài liệu giả. Tôi không cần biết là tài liệu giả hay là không giả. Giả thì anh chê nhà nước Việt Nam chứ không phải chê tôi. Tôi không làm cái tài liệu này ra được. Mà cái tài liệu này nó tới từ một tờ báo này. Môi trường và đô thị. Anh muốn nói cái bản tin, cái hình tôi chụp đó là giả đó. Thì anh vào nói chuyện với tổng biên tập, tiến sĩ, luật sư Đồng Xuân Thụ, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tiến sĩ Trần Quang Đạo, Phó Tổng biên tập nhà văn Đặng Vương Hưng, nhà báo Nguyễn Thị Ánh Hồng. Liên hệ là tòa soạn 17, tầng 17 khu văn phòng tòa nhà C1, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại hotline là 0912345014. Email là ban biên tập môi trường và đô thị a@gmail.com. Tôi không làm báo môi trường và đô thị. Bài báo này, tờ báo này, ông biết nó không thuộc thẩm quyền tôi, mà nó là lăn ra trở lại cái này, cái tên này. Ông thấy rằng cái tờ báo này là môi trường và đô thị.vn. Ok. Thì tất cả những cái tên miền có chữ .vn đằng sau là đều ở Việt Nam hết và đều do bộ 4T cung cấp. Thì ông Trần Biên Ải không nên nói ám chỉ tôi là người sạo. Nhưng mà ông đã bị Trần Bằng chửi ông là ngu ngay trong đó. Tôi chứng minh này. Anh em của mình tự nhiên đi có đi bơi móc nhau chỉ vì ganh tị nhau thôi. Bởi vì tôi là người đưa cái tin đó lên. Nhưng mà tôi đã nói trước khi tôi đã nói rồi. Đó là do Trần Bằng. Trần Bằng là người khám phá ra chứ không phải tôi. Tôi chỉ là người tiếp tay để phổ biến thêm thôi.
tôi đưa lên trong cái một cộng đồng của Lê Thái. Sau đó ở trong cái ha, Lê Thái vào hang cọp ăn thịt hổ. Bữa nay xỉu đá chửi Quốc Tuấn rồi nha các bạn nha. Đây là cái một bạn đọc Quý Nguyễn ở Melbourne nói rằng trong bài này hình chụp biên bản có địa chỉ nhà ông tướng, đó là tôi chụp và tôi đưa lên. Vụ chủ rừng Lâm Đồng biên bản đối thoại, ok, đó là anh Quý Nguyễn. Anh Hiền Nhân cũng đồng ý với lại cái post đấy của tôi. Rồi bạn Linh Nguyễn cũng đồng ý. Bạn Tony Trần cũng đồng ý. Bạn Châu Huỳnh cũng đồng ý. Căng đấy. Nguyễn Thị Bích cũng đồng ý. Ai cũng đồng ý về đấy, trừ người biến ải. Văn bản này là giả đấy. Nổ vừa thôi, ca 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 ca. Tức là nói tôi là nổ Bằng Trần cười vãi. Thằng người phản biện là thằng Trần Phương, nó không ưa tôi, thành ra nó hùa theo trận người biên ải, bảo số 25 gì to thế nhỉ. Cái đó thì nói với tòa soạn chứ không phải nói với tôi. Ok, nếu cái tôi cho các bạn mới xem đây đó là giả thì là tòa soạn làm giả chứ không phải Nguyễn Phương Hùng làm giả, thì các bạn chửi nhà nước Việt Nam, chửi tờ báo của nhà nước Việt Nam chứ không phải tôi. Thì bạn Hiền Nhân nói là lại thả hoa mướp rượu cóc nhái ếch ương đớp hả, người biên ải, tức là Hiền Nhân chơi móc người biên ải. Thì Bằng Trần nó có nói, Bằng Trần đâu, Bằng Trần nói vái lại cụ Bích, cụ không nhận ra ở 6 kỳ báo em đọc hả, bỏ cả 2 tiếng đồng hồ đọc báo mà không ngấm tí nào sao đấy. Bằng Trần đã đọc 6 bài báo, bữa nay tôi hôm qua tôi đọc 2 bài thì tôi bị đánh, mà Bằng Trần đọc trước tôi, ngày hôm nay tôi đọc tiếp 4 bài. Thì mang cái đó là tại vì Lê Thái hỏi địa chỉ thì tôi cho địa chỉ, tôi có sợ gì đâu. Địa chỉ được đăng trên báo Môi Trường và Đô Thị công khai luôn. Thì ông Trần Biên Hải ông cay cú gì tôi mà ông làm như vậy, tội nó cười ra già rồi mà ngu đó. Mình là nhà giáo mình được đang được khen ấy, tự nhiên nói một câu ngu. Cái gì mình giỏi đó người ta ít nhớ lắm, mà cái gì mình ngu đó là người ta nhắc đi nhắc lại loại mãi mãi. Tôi có đụng chạm gì ông Trần Biên Hải không, tôi hỏi ông. Ngay từ khi mà ông bỏ đi, ông đánh bà Nguyễn Phương Hằng, ông nhảy qua Lưu Kết hay cái gì, hay là ông rồi quay lại chửi lại Lưu Kết với này kia, Long Lưu Kết, tôi vẫn giữ kết bạn với ông ở trong Facebook, tôi có xóa ông đâu. Đó là cái chính kiến tôi tôn trọng. Và tôi chưa bao giờ nói xấu ông Trần Biên Ải một câu nào hết. Ông chỉ hùa theo ông Bình Phương này kia rồi, mấy thằng Châu Huỳnh mới lại ấy này kia. Ông đố kỵ với tôi. Và vì cái đố kỵ đó mà vô tình phe ta bắn phe mình. Anh Hiền Nhân viết ai? Cơ quan CN nào dám cấp phép cho tinh tướng Ba Hy chuyển mục đích sử dụng đầu tư mà chuyển và đổi. Ba Hy cậy thế quyền làm ngang nên bị chính quyền địa phương tút còi xử phạt. Vì mắc chứng bệnh công thần nên Ba Hy không chấp hành chưa kiện ra
Văn phòng Thủ tướng, Chủ tịch nước và cuối cùng cơ quan CN là gì? Tiến hành cưỡng chế tháo gỡ những hạng mục chương trình mà chủ rừng Ba Hy tự ý xây dựng trái phép. Từ đó Ba Hy sinh ra bất mãn nên giao dụ với bọn du thực cô đơn. Nhưng mà tôi cảm ơn bằng Trần, vái lạy cụ Bích. Cụ không nhận ra ở 6 kỳ báo em đọc à, 6 kỳ báo là báo môi trường và đô thị. Tờ báo mà tôi chụp cái tấm hình đó lên là tờ báo số 5. Ok. Đây là kỳ 3. Tờ báo số 5 chụp hình đó và đăng tin. À, thưa anh San Sam, tôi không đặt vấn đề là ông Ba Hy mượn viết, nhưng mà hai bài đầu đó thì nghe cái giọng là của ông Ba Hy. Thì như vậy đó, cái lá thư đó, nhưng mà không phải vì vậy mà bảo tôi rằng là tôi bịa đặt ra. Đây là kỳ thứ 5. Vậy thì anh San Khan, cảm ơn anh. Anh hãy về nói với lại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp. Thằng nào có nào làm cái văn thư này giả và đăng trên môi trường và đô thị. Và nếu là Ba Hy mướn để viết á, thì ngày hôm nay các bạn biết không, cũng có một cái tin vui lắm. Hai phóng viên môi trường là phóng viên khác thưa anh, ở Cao Bằng. Đây là tôi đang tìm cái bài đó. Tôi đang tìm cái bài đó. Tôi có đăng sáng này. Không có liên quan gì ông Ba Hy hết. Bắt ba phóng viên tống tiền doanh nghiệp ở Cao Bằng. Trong khi ngồi ăn uống với một chủ doanh nghiệp và nhận số tiền trên 100 triệu đồng, ba phóng viên bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Như tôi đã từng nói, buổi sáng đăng bài, buổi trưa đi ăn trưa, buổi chiều nhận phong bì và ngày hôm sau rút bài. Đó là cái hiện tượng trước mắt đây. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 27 tháng 7, tổ công tác của Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang các phóng viên và cộng tác viên của một số cơ quan báo chí gồm có Nguyễn Hùng, báo Tài nguyên và Môi trường. Thưa anh, Công Hải, cộng tác viên báo Nông nghiệp Việt Nam và Nguyễn Văn, báo Pháp luật Việt Nam, đang nhận trên 100 triệu đồng của một doanh nghiệp. Còn chuyện ông Ba Hy là tờ báo khác, tờ báo Môi trường và Đô thị. Hai người viết bài cho báo Ba Hy là người khác, chứ không phải là người mà anh định nói. Anh lộn rồi anh. Thưa anh, tôi là nhà làm báo, các anh là người đấu tranh rồi. Thành ra khi mà tôi đăng một bản tin lên, tôi cân nhắc rõ ràng lắm. Có ai phân tích một cái tin ngắn của bà Phùng Thị Châu như tôi không? Có ai phân tích một cái tin ngắn của thằng
Hoàng Duy Hùng á, ba bốn dòng như tôi không, mà tôi phân tích ra như vậy tại vì tôi làm báo, tôi rất cẩn thận. Và cái chuyện Ba Hy sáu sáu tờ báo đó từ năm nào thưa anh? Bây giờ mình lấy cái bài mới nhất nhé, bài vào bài mới nhất là ngày nào? Bài mới nhất là vụ chủ rừng Lâm Đồng biên bản đối thoại rồi đóng 8 con dấu kỳ 6, viết ngày thứ ba mùng 8 tháng 5 năm 2018, mà tới nay bây giờ anh San Kham mới cho hai thằng nó bị bắt. Hai phóng viên bị bắt là Tài nguyên Môi trường chứ không phải là báo Môi trường và Đô thị. Mà anh biết Tài nguyên Môi trường là gì? Là của nhà nước. Anh nói ra như vậy thì nó càng nhục nhà nước thôi, càng nhục Tài nguyên Môi trường thôi. Còn đây Môi trường và Đô thị khác nhau, anh đồng ý với tôi không? Và thưa các bạn, những bài viết này là từ năm 2018. Trần Bằng là người lôi ra và Trần Bằng đọc trước. Ok, nếu mà anh San Kham nói, ok, tôi sẽ ngưng, tôi không đọc nữa. Các bạn muốn xem thì đi vào trong kbchntv.net sẽ đọc được đủ 6 bài báo. Tại vì tôi không thích làm những cái chuyện gì mà bị anh em xuyên tạc. Anh San Kham ạ, hai thằng nó bị bắt là tờ báo Tài nguyên và Môi trường chứ không phải là tờ báo Môi trường và Đô thị. Không liên quan gì tới cái bài báo này hết. Anh Hùng hiểu nhầm rồi, 6 bài báo ấy là báo hai mặt, được tướng Huy Hy thuê viết đấy. Thằng Hy nó thuê viết, ok, nhưng mà tại sao trong đó có những chi tiết và cho biết rằng á, tờ báo nó đối với tôi nó không phải báo hai mặt. Ba Hy chỉ trả tiền cho phần bài 1 và bài 2 thôi. Tôi phân tích cho các anh biết. Bài thứ ba trở đi là phóng viên này tên gì? Minh Yến và Thế Bồn. Cái nghề mà giống như là bây giờ ra vụ phố Bồn Sa TV mới lại Derek Phạm mới Nửa Vòng Trái Đất TV mới đa số các YouTuber đó hay chơi lắm. Thọc gậy bánh xe, đâm bị thọc, thọc bị gậy để lấy tiền cả hai bên. Đó là kiểu đó đó. Ba Hy đã bị rơi vào cái bẫy của cái đó. Bài 1, bài 2 tốt, có vẻ tốt thôi chứ không, mà không hoàn toàn tốt. Nhưng mà bài số 2 đã bắt đầu có những khuynh hướng phân tích. Bài số 3 này là đơn phản ánh kiến nghị kêu cứu của Trung tướng An Ninh Lương Hy, một chủ rừng ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, kéo dài từ nhiều năm nay vẫn chưa có hồi kết. Vụ nó từ năm 2013, anh hiểu chưa? Mà ngay sau khi Ba Hy mà bị mà về hưu rồi đó, năm 2012 đó, thì coi như cuộc đời của Ba Hy đã bắt đầu xuống dốc. Bài thứ ba này trở đi, Ba Hy đã nộp, đã đưa cho hai thằng phóng viên này, lẽ nhiên phải có phong bì. Nhưng mà hai thằng này nó chỉ viết, nhưng mà có được không? Không, vẫn bị tháo gỡ hết tất cả những công trình xây dựng, hoàn toàn tháo gỡ hết. Tôi không hiểu nhầm anh, tôi đủ trình độ, tôi đọc và tôi hiểu từng câu từ và cái định hướng dư luận của họ.
Nếu không thì tôi không sống sót tới ngày hôm nay tại cái cộng đồng này. Anh San Kham nói hôm nay hai phóng viên báo Môi Trường bị bắt vì tống tiền trên trên CB rồi cái gì, tôi không hiểu CB. Anh mới xem đó. Hai phóng viên đó là của báo Tài Nguyên và Môi Trường. San Kham là San Kham, Nguyễn Bình Phương là Nguyễn Bình Phương, không thể nói là San Kham cũng là Nguyễn Bình Phương được, mặc dù hai anh đi chơi với nhau, hai anh với nhau lên nói song ca với nhau. Thì đây báo Môi Trường và cả đô thị không có bà con gì tới báo mà Tài Nguyên và Môi Trường hết, mặc dù có cái chữ Môi Trường. Thì không phải chỉ vì cái Môi Trường đó mà mình bảo rằng hai phóng viên báo Môi Trường bị bắt, không được. Báo Môi Trường, báo Tài Nguyên và Môi Trường có người khác làm tổng biên tập, tôi chứng minh cho anh luôn đấy. Ok rồi, tôi hiểu rồi. Đây là tạp chí. Bây giờ San Kham thật hay San Kham giả đối với tôi không thành vấn đề. Nha. Thằng San Kham giả này đấy, đây báo là Tài Nguyên Môi Trường. Còn cái báo mà kia mà tôi mới chiếu cho các bạn xem là các báo khác. Môi Trường và Đô Thị. Như vậy thằng San Kham giả này, à tôi nhớ rồi, ông San Kham thật là phải có clay đúng không? Ok, cút xéo đi. Đây là một cái thuyết âm mưu của thằng San Kham giả này. Nó làm bộ nó nói rằng Ba Hy có trả tiền tờ báo thứ bài báo thứ ba, nhưng từ báo thứ 4, thứ 5, thứ 6 là nó mất dạy hết. Đấy, quý vị thấy rằng đấy, báo này khác nhá. Báo này khác nhá. Tài Nguyên và Môi Trường khác. Và ai làm tổng biên tập của Tài Nguyên Môi Trường? Tổng biên tập là tiến sĩ Đào Xuân Hưng, phó tổng biên tập là Trần Thị Cẩm Thúy và Kiều Đăng Tuyết, thạc sĩ TH là thạc sĩ, cũng quận Cầu Giấy Hà Nội. Ok, hai cái khác nhau. Ok, xác nhận rồi nha. Thành ra hai thằng bị bắt rồi sáng là Cao Bằng. Đừng qua mặt Nguyễn Phương Hùng nha. Nguyễn Phương Hùng khó chơi lắm. Khi mà nói là hai thằng phóng viên của Môi Trường bị bắt, ám chỉ rằng á là cái tội viết bài cho về ông San Kham, à bên về ông Trịnh Lương Hy là láo. Và có thể cái người Trần Biên Ải ở trong kênh của Lê Thái cũng là giả luôn. Qua cái vụ này thì tôi nghĩ rằng Trần Biên Ải với nó cũng giả luôn. Nếu mà được anh Trần Biên Ải xác nhận dùm cho tôi cái tút ở trong. Xong rồi anh hai này. Report này không thành vấn đề, nó đi biến mất rồi.
Anh San Kham thật có Clay, còn anh San Kham là giả này không có Clay. Ông cố tổ Hoàng Duy Hùng mà lấy vợ 21 tuổi chắc chắn cái kết sẽ không có hậu, vợ nó sẽ đi ngoại tình. À, tôi lúc đấy tôi nói là tôi sẽ phân tích cái chuyện mà tại sao có cái vụ đám cưới. Thứ nhất, tìm cách xin tiền. Tại vì khi mà đó anh tới ăn á thì anh phải đóng tiền quà cho nó, đúng không? Anh phải đóng tiền quà. Thứ hai, ngày hôm qua tôi nói lý do nó bị ở lại đang bị điều tra. Thành ra nó chưa có cái quốc tịch. Tôi bảo đảm Hoàng Duy Hùng không bao giờ có quốc tịch. Không bao giờ cho một thằng mà đã từng có âm mưu lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1992 và thằng Trần Văn Nam Sơn bị ở tù 7 năm về tội lật đổ Đảng Cộng sản, phát triển đơn mà được trở thành quốc tịch Việt Nam. Thì nó muốn nói chứng tỏ rằng nó lý do nó ở lại là tại vì nó sắp sửa đám cưới mùng 7 tháng 8 này. Nó mẹ Kim Ngân muốn làm đám hỏi với Hoàng Duy Hùng. Nhà báo đá ông Sam Khang ra rồi. Thu Nguyễn Ba Hy chơi chiêu đó, nó muốn đánh động để những người có cổ phần bơm tiền cho nó chạy. Đất nó không dễ nuốt đâu. Vâng, thưa anh Thu Nguyễn, cũng có thể đúng. Nhưng mà chuyện này từ năm 2018, cách đây 4 năm rồi. Trễ rồi, xong rồi. Tại vì tất cả đều bị phá đi hết rồi. Bây giờ Lê Thái đang vào trong đó để quay phim chụp hình. Đu Càng lần trước thấy nick giả HTD. Tôi đã nick Nguyễn Văn Vân ra ngoài nhé. Ông cố tổ chuyển qua bình luận xỉu đá Trần Đạt đi anh Hùng. Không, tôi không không cần bình luận những thằng này. Thằng xỉu đá bữa nay còn đánh cả Phan Bàn nữa. Cái chuyện đó để cho Lê Thái và anh em làm. Tôi có rất nhiều chuyện phải làm. Bây giờ tôi còn đang có một cái tài liệu sống về cái vụ mà quản lý các chuyến bay thích đủ thứ. San Kham giả, San Kham thật, không bao giờ comment tùm lum trên các kênh như thế. Vâng, cảm ơn thích đủ thứ. Quang Khuất, Trung tướng Hy đã chết vì đạn đất rừng võ biển dễ mắc bẫy kinh tế thị trường đạn kẹo nguy hại lắm. Huyền thoại Tuân Nguyễn chính xác, anh Hùng San Kham thật phải có cờ lê. Vâng, cảm ơn huyền thoại Tuân Nguyễn. Anh Trần Hoài, cái time out 30 second trễ rồi, tại vì tôi đã report, mà khi tôi report là không có vào được nữa. Sau 5 phút cũng không thể nào vào được. Vâng, thì tôi đã đặt hết tất cả clip rồi, thì tôi không có đọc comment, nhưng mà có người nhắn comment cho tôi, thành ra tôi không để ý đó là San Kham thật hay San Kham giả. Đó là lỗi nhà báo một phần. Hà Dương báo dài kỳ này là báo điều tra theo chỉ đạo của tổng biên tập. Nếu nó dùng tiền mua chuộc để có quốc tịch Việt Nam thì sao? Thì đó là lỗi tại nhà nước.
Và nhà nước Việt Nam bây giờ trong cái tình trạng này có ai dám can đảm nhận tiền của một thằng tội đồ của dân tộc để mà cho nó làm quốc tịch Việt Nam không? Trần Hoài, hôm qua tôi đã phân tích rồi. Thứ nhất, 1992, rồi nó về đây vẫn tiếp tục, nó được thả ra rồi nhưng nó vẫn tiếp tục cho tới ngày 9 tháng 4 năm 2019, nó vẫn huênh hoang khoác lác nó sẽ về Việt Nam để nó dùng lực của địch để nó làm lực của mình, thấy chưa? Cuối tháng 12 2019, tháng 11 nó cuối tháng 11 2019 nó vẫn về Việt Nam và nó đi lung ta lung tung. Nhưng mà cái tội nặng nhất là nó đã dùng quốc tịch Cameroon để xâm nhập vào Việt Nam ngày 20 tháng Giêng năm 2022. Tội của ai? Tội của thằng tướng Ba Hy. Thằng Ba Hy là người bảo trợ cho nó qua sự giới thiệu móc nối của Tuyết Xuân. À, quý vị có thấy bao giờ có Ba Hy không? Chưa có ai nghe nói Ba Hy hết. Đùng một cái thì ngày 24 55 gì 24 tháng Giêng, thằng Ba Hy tới gặp Hoàng Duy Hùng. Nó ở ngay quận 7 đó, địa chỉ tôi mới đưa ra này đó. Bu Càng, Trần Hoài là anh Sam Sam thật đấy, mở lại đi. Xong anh Bu Càng nói tôi kiểm tra rồi, tôi xin lỗi, tôi đã report rồi. Và khi tôi report là chính cả tôi cũng không không có mở được nữa. Tại vì San Cam thật là phải có clay. Anh San Cam mà không có clay là có thể anh San Cam không dùng clay mà anh vẫn dùng cái tên San Cam để anh tránh cái sự mang tiếng đó. Thế nhưng mà cái đó là sai hoàn toàn. Nếu mà anh San Cam thật thì anh San Cam tôi nói có đúng không? Hai thằng phóng viên bị bắt ở Cao Bằng. CB là Cao Bằng đúng không? Hai thằng phóng viên môi trường bị bắt ở Cao Bằng. Đấy anh coi đi. Coi rõ ràng trong báo tôi đưa ra. Tôi có báo mà. Hai thằng nó là tài nguyên môi trường chứ không phải là báo môi trường và đô thị. Anh cũng lầm lẫn nữa chứ đừng có nói là. Thành ra anh trách tôi cũng không đúng. Bảo anh Hùng lầm rồi. Tôi không có lầm. Huyền thoại Tuấn Nguyễn, Nguyễn Văn Vân là thằng phú lô. Tôi biết mà. Lấy tên của ông già tôi ra là tôi biết. Ổi xanh, chuẩn. Đến ăn là phải trả tiền quà. Quá chuẩn, đúng. Ăn là phải trả tiền quà. Rồi thêm nữa. Nó lại tưởng rằng nó lấy vợ Việt Nam 21 tuổi, càng trẻ bao nhiêu thì là càng là con cháu của Bác Hồ bấy nhiêu, đúng không? Như bà Phùng Thị Châu nói thì nó dễ dàng được quốc tịch Việt Nam mà. Cái này sao ngược đời đấy? Người ta đi Mỹ để lấy chồng lấy vợ ở bên Mỹ để mong được trở thành có quốc tịch, thì đằng này nó đi ngược trở lại về Việt Nam để lấy vợ Việt Nam để mong được có quốc tịch. Tôi nói các bạn, tại sao thằng Hoàng Duy Hùng nó không làm được EB3 và EB5? Những thân chủ gọi điện thoại hỏi tôi, những hồ sơ mà họ đưa cho Hoàng Duy Hùng làm á, mà không được, thì bây giờ họ khiếu nại ở đâu? Tôi nói chẳng khiếu nại đâu hết. Thằng Hoàng Duy Hùng nó không có giấy phép được hành nghề tại Việt Nam mà đứng ra nó nhận đơn của quý vị ở Việt Nam nó làm thì quý vị ráng chịu. Quý vị chỉ khai với lại cục xuất cảnh, cục lãnh sự xuất nhập cảnh cho biết là tôi đã làm đơn xin EB3, EB5 ở Việt Nam qua ông luật sư Hoàng Duy Hùng. Chỉ có vậy thôi.
Và lúc nãy tôi nói rồi, thằng Hoàng Duy Hùng đã bị không được hành nghề. Nó bằng nó còn đó nhưng mà nó không được hành nghề. Bởi vì tôi thưa, một thằng luật sư mà bị người khác thưa mà quỵt 2.000 đô la với lại bộ tư pháp của tiểu bang Texas. Tôi có phong thư, có bị thế đây. Và thằng Hoàng Duy Hùng đã nhận được thơ của, bây giờ tôi nói cho các bạn biết, thằng Hoàng Duy Hùng có nhận được thơ của bộ tư pháp Texas về cái lá thư của tôi. Mà nó có dám nói gì không? Cầm như hến. Bây giờ bạn có ân hai Nguyễn Lê đó thì vẫn không vào được nhé. Nguyễn Lê ân ân nghĩa là cởi trói cho San Kham, San Kham cũng không vào được bởi vì San Kham bị report rồi. Lê Nguyễn là ai nhỉ? Lê Nguyễn sao không thấy mà tự nhiên mới nhảy vào cái là ân ân hai Hoàng Duy Hùng. À, ân hai cho San Kham. Tôi đố San Kham vào được. Con Tuyết Xuân bữa tiệc nhậu nhẹt nào của tụi nó Tuyết Xuân cũng có mặt đúng. Lê Phi Long, 2 năm nay Hoàng Duy Hùng nói vậy cũng đủ bem nói rồi. Có tất có người nào mang clay nhưng mà nằm vùng cho rằng Hoàng Duy Hùng, cho Nguyễn Văn Vân tức là thằng Phú Lô nó mượn clay, nó đổi tên thành Nguyễn Văn Vân để nó vào. Vâng, chào Búp Xanh Xanh. Nguyễn Lê thế mọi ngày cũng có vào, sau bữa nay không thấy hình, à, không thấy ấy, mà vô lại mở cho thằng. Như vậy là Nguyễn Lê thế này cũng là người của phe Hoàng Dùng, đã mở trói cho San Kham. À, tối hôm nay là chắc là bắc thang lên hỏi ông giời đưa tiền cho bịp có đòi được không, tìm bọng mất bò. Tin bọng thì mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình. Vâng, thưa các bạn, đó là những cái mà thằng Hoàng Dùng đang lấp liếm, nó muốn hóa giải những cái gì mà ngày hôm qua tôi nói, tại sao nó ở lại Việt Nam mà nó không được lãnh đạo nào đón tiếp cả 2 tháng nay. Thành ra nó mới chế ra, sáng hôm nay nó mới chế ra cái tin là mẹ Kim Ngân muốn được làm đám hỏi vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 8 2022. Một thằng đàn ông 61 tuổi, một con đàn bà 21 tuổi, không biết nó học cách nào mới có 3 năm mà nó có bằng đại học. Mà bây giờ đó lại đi lấy một thằng già thì chỉ có cách. Thằng Hoàng Duy Hùng là chắc chắn là không có tiền. Hôm qua nó nói rồi, nó không có quốc tịch Việt Nam, nó không mua nhà được đấy. Vậy sao mà nó đi qua Eco Park? Sáng nay nó làm một cái clip, nó đi qua Eco Park, nó bảo đây là nơi ở lý tưởng ở Việt Nam. Nó muốn bắn tiếng
cho những người con gái Việt Nam nó sắp sửa mua nhà ở Ocopark. Mà tại sao hôm qua nó bảo rằng giờ nó không có quốc tịch Việt Nam, nó không cũng không mua nhà được, nó không làm chủ nhà được, không làm chủ xe được. Bữa trước thì nó bảo nó đi vào trong Landmark 81, nó bảo nó mua nhà trong đó. Nó rớ cái nhà ở trong cái Nhân Hòa, trong trung tâm Nhân Hòa đó, còn chưa được nữa. Bất động sản Nhân Hòa còn còn không được nữa, đừng có nói chi mà nói tới mà Landmark 81. Nguyễn Lê Thế kính chào nhà báo Nguyễn Quang Hùng. Nhà báo không nên nói tôi vậy, phe Hoàng Duy Hùng. Tại vì anh biết tôi là chủ thớt đúng không? Mà tôi đá San Kham ra, tôi nói rằng tôi đá San Kham ra. Mà anh lại còn qua mặt luôn cả chủ thớt nữa là anh mở lại cho thằng San Kham, mà tôi nói không mở được. Là bởi vì tôi là chủ thớt mà. Chỉ có những người chống lại chủ thớt là những người của Hoàng Duy Hùng, thành ra tôi mới nói như vậy. Anh cho tôi biết lý do tại sao anh mở anh San Kham ra. Nếu mà anh San Kham thật, tại sao anh San Kham không liên lạc Facebook với tôi, Messenger với tôi? Ông vẫn gửi Messenger với tôi mà, vẫn nói chuyện với tôi mà. Đâu phải nhờ tới các anh. Trần Hoài, ba heo thân bại danh liệt vì lũ súc sinh. Đúng như vậy. Huyền thoại Tuân Nguyễn, chị Lệ Hằng hôm nào hát tặng em bài Người yêu của lính nhé. Vâng thưa các bạn, bây giờ là 11:10 mà nếu mà tôi đọc bài đó thì chắc chắn không hết được 4 bài. Lúc nãy thì tôi tưởng San Kham thật, tôi nói là tôi sẽ không đọc bài nữa nữa. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn muốn tôi đọc cái bài Chuyến bay giải cứu hay là muốn đọc 4 cái bài của ông Ba Hy? Xin cho biết. 4 bài của Ba Hy số 1, mà bài Chuyến bay giải cứu là số 2. Chuyến bay giải cứu đó đó, tất cả những tình tiết, phương thức, tiền bạc, nơi chạy chọt đều có trong đó hết. Mà tại sao thằng Hoàng Duy Hùng nó biết, mà nó nói trong cái clip 18 tháng Giêng năm 2022, trong khi nó đang ở Campuchia. Như vậy ai là người đứng sau lưng nó? Có phải Ba Hy không? Có phải là một trong hai cái cơ quan du lịch đã bị bắt mới tuần vừa rồi, mới hôm đầu tuần, hai cơ quan du lịch đã bị bắt có liên lạc với lại thằng Hoàng Duy Hùng? Thì thằng Hoàng Duy Hùng mới biết cái chuyến bay giải cứu và nó mới biết nó được vào. Tôi nói thật anh Nguyễn Lê Thế, ở đây anh nói anh là cựu chiến binh, thế thằng Phan Bàn nó có phải cựu chiến binh không? Thằng Trần Anh Tuấn có phải cựu chiến binh không mà nó dám chửi ông Nguyễn Tuấn Anh là nguyên là ủy ban tuyên giáo trung ương của Mặt trận Tổ quốc. Đấy, nó cũng là cựu chiến binh đấy. Cựu chiến binh có nhiều loại cựu chiến binh, chứ không phải là cựu chiến binh Việt Nam. Thì tôi không nên nói như vậy. Tôi nói như vậy là tại vì tôi đã, khi mà tôi đá một người nào ra rồi đó, mà ai muốn mở trói cho người đó, tức là coi thường tôi. Tôi là chủ thớt mà. Đồng ý với Huyền thoại Tuân Nguyễn.
Nguyễn Lê Thế nếu còn cãi cùn đề nghị anh Hùng tháo gỡ cờ lê của Nguyễn Lê Thế. Vâng, cảm ơn đề nghị đó của Tuấn Nguyễn. Chu Anh Tuấn số 2, tức là muốn nghe về cái chuyến bay giải cứu đúng không? Anh Đu Càng bảo là San Kham thật. Thế bây giờ anh San Kham có, tại sao anh không đeo cái? Nếu là anh San Kham thật. Có thể rằng anh San Kham lại cho anh Nguyễn Bình Phương mượn lấy tên San Kham, thành ra không có cái. Tại vì anh San Kham bắt buộc phải có cái. Điều đó rõ ràng nhỉ. Anh không có cái tức là anh già. Thế thôi. Đơn giản như vậy. Thì anh Đu Càng, tôi rất quý anh, rất tin anh. Nhưng mà tôi xin rất tiếc. Đây là kênh của tôi. Tôi cần phải bảo vệ cái giá trị của kênh của tôi. Anh San Kham trách tôi sai. Sai 100% luôn. Anh bảo rằng hai phóng viên của báo Môi Trường đã bị bắt ở Cao Bằng ngày hôm nay. Tôi đưa liền bản tin. Đấy. Báo Tài nguyên Môi Trường chứ không phải là báo Môi Trường. Các anh tính là đánh một thuyết âm mưu gì trong này. Đánh lạc hướng dư luận hả? Định hướng dư luận hả? Cho rằng là ông Trần Biên Hải thì bảo rằng tôi cái đó là cái giả, cái tài liệu địa chỉ giả. Tôi không còn biết. Tôi lấy từ trong tờ báo ra. Thì nếu nó giả là giả ở tờ báo. Mà tờ báo là ở đâu? Tờ báo có chữ, có cái đuôi nó là VN. VN là ở đâu? Là ở bộ 4T là của ông Nguyễn Mạnh Hùng. Thì tờ báo nó đăng cái tin giả ấy, chứ không phải tôi làm tin giả. Đâu phải lỗi của tôi. Vâng, từ nãy giờ chỉ có một người trả lời là chú Anh Tuấn muốn số 2, thành ra bài về ông San Khá, à, ông quên, ông Trịnh Lương Hy đấy. Thì bây giờ chúng ta biết rồi. Trong tất cả các diễn đàn này, trong của Lê Thái, của bất cứ ai đều nhắc tới San Trịnh Lương Hy về cái vụ đất đai. Cái vụ đó xong rồi, năm 2018 đấy. Thành ra là Trịnh Lương Hy mới phẫn uất mà đi bưng bô cho thằng Hoàng Diệu. Các bạn biết là ông Trịnh Lương Hy đã nghỉ hưu tháng 7 năm 2012. À. Trịnh Lương Hy. Ok. Thằng Google đó, thằng bạn thân của tôi đó, và là bạn thân của mọi người luôn. Nhiệm kỳ của Trịnh Lương Hy là 2006 tới 2012, 6 năm. Trịnh Lương Hy sinh năm 1951, quê quán ở Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, v.v. đấy, đầy đủ hết. Sự nghiệp đầy đủ ấy. Tháng 4 năm 2012 ông nghỉ hưu, tôi nói tháng 7, tháng 4. Okay, đấy. Nha, đó là Trịnh Lương Hy. Còn cái vụ này đó, cái vụ Lâm Đồng này đó, tờ báo thứ 6 là tờ báo cuối cùng. Và nó đăng ngày mùng 8 tháng 5 năm 2018 là vụ này xong xuôi hết rồi. Và đã gỡ, quý vị nhìn thấy đây. Đây là cái gì? Đây là cái đài liệt sĩ, cái hình này nó chụp nó gửi cho tôi nhỏ quá.
Đây, Đài Liệt Sĩ cũng bị gỡ xuống và ông Trịnh Lương Hy đã bị bồi thường 25 triệu. 25 triệu. 20, à không phải 25 triệu. Hình như 250 triệu. Ở trong bài báo này có viết. Vâng, cái bài này thì đằng nào cũng không 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 hết được, thành ra bài số 3, số 4, số 5 sẽ trong này thì nó chỉ nói về những cái vi phạm của Trịnh Lương Hy và bị bị phạt này kia thế đó. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và những người đứng tên này, biên bản đối thoại về việc kiến nghị phản ánh của ông Trịnh Lương Hy ngụ tại số 14 đường 57 khu dân cư Tân Quý Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bài báo viết chứ không phải tôi làm đâu mà bảo tôi là cái này giả. Thì cái này không thấy. Các bạn chỉ cần coi cái hình phạt thôi. Cái này bảo tôi là làm giả đây. Anh một là một trung tướng công an. Lúc đó là đang còn đang 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 cầm quyền nhá. Mà anh làm sai, anh cố tình làm sai thì anh có thuốc gì, có khác gì mà tướng Vĩnh tướng Hóa này kia không? Đi bảo kê cho đánh bài đánh bạc này, bị bắt là phải rối, bị phạt là phải rồi. Một phạt 25 triệu đồng của Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng. Lại còn thắc mắc có phải vì mục đích cá nhân có đúng với luật xử lý vi phạm hành chánh hay không? Đó là anh phạt hành chánh. Chưa kể cái vụ này mà Trần Bằng với tôi đưa ra như thế này là khơi lại cái vụ cùng với Hoàng Duy Hùng. Chưa biết nó sẽ đi về đâu. Ok, thì cái vụ này chúng ta sẽ nói ngày ngày mai. Vụ chuyến bay giải cứu công dân trở về nước do đại dịch COVID-19. Trước tiên á, chúng tôi muốn mời các bạn xem. Đây là danh sách những người bị bắt. Đây là hình ảnh nhận hối lộ, đưa hối lộ, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Đầu tiên là Thứ trưởng Tô Anh Dũng, Cục trưởng Lãnh sự Nguyễn Hương Lan, Cục phó Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng, Chánh văn phòng Cục Lãnh sự Lê Tuấn Anh, Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng Bảo hộ Công dân Cục Lãnh sự, Nguyễn Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Lữ hành Việt, Nguyễn Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bài. Một trong hai người này
có liên hệ với Hoàng Duy Hùng về cái vụ chuyến bay. Thành ra thằng Hoàng Duy Hùng mới bỏ 5.000 đô la ra mua quốc tịch Cameroon để đi vào Campuchia. Thì như vậy có vi phạm luật lệ an ninh của Việt Nam không, thưa các bạn? Và khi đã vi phạm luật lệ an ninh như vậy thì nó chưa bị bắt là nó may rồi, còn đòi cho có quốc tịch nữa, một đời không còn được. Nguyễn Thị Dung Hạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn J Việt Nam 19 về cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, Trần Văn Dự cục phó, Vũ Trí Cường và Vũ Tuấn Anh, Bộ Giao thông Vận tải Ngô Quang Tấn Tuấn vụ hợp tác quốc tế, Bộ Y tế Phạm Trung Kiên vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bùi Huy Hoàng cục y tế dự phòng, và văn phòng chính phủ. Đấy à, cứ tưởng là ở ngồi trong văn phòng chính phủ là chắc ăn phải không? Nguyễn Mai Anh vụ quan hệ quốc tế. Một trong những người này chắc chắn là Nguyễn Tấn Mạnh và Nguyễn Diệu Mơ có trực tiếp với Hoàng Duy Hùng. Ai là những người ở trong này đã liên hệ với Hoàng Duy Hùng? Phải khai thôi. Và khi mà khai ra thì biết chắc chắn là Ba Hy là người bảo trợ cho nó vào thôi, bảo đảm cho nó vào. Kỳ này không dính dáng gì ông Nguyễn Anh Sơn hết. Các chuyến bay giải cứu được thực hiện từ tháng 12 năm 2020. Kỳ can thi khổ quá. Tổ công tác gồm 5 bộ: Ngoại giao, Công an, Giao thông, Vận tải, Y tế, Quốc phòng. Trong đợt dịch gần 2.000 chuyến, mỗi chuyến thu lợi vài tỷ đồng, số tiền nghi đưa nhận hối lộ hàng trăm nghìn đô la. Khởi tố vụ án ngày 28 tháng Giêng năm 2022. Chị Can Thi vui lòng xem lại đây nhé, tôi lại phải mở lại cái này cho các bạn. Khổ ghê, chịu khó. Ok, học cách đọc báo dùm đi các bạn. Các bạn đọc cách chỉ đọc cái tiêu đề không thôi. Bắt ba phóng viên tống tiền doanh nghiệp thì cần thì xem nhé. Là ai? Nguyễn Hùng báo Tài nguyên và Môi trường, Công Hải cộng tác viên báo Nông nghiệp Việt Nam, và Nguyễn Văn báo Pháp luật Việt Nam đang nhận trên 100 triệu đồng của một doanh nghiệp. Ba phóng viên chứ không phải hai. Ok, anh San Kham nói rõ ràng là hai phóng viên của báo Môi trường ở Cao Bằng. Ok, CB là Cao Bằng đúng không? Đừng có nói là CB là con bùi, đừng có chọc tôi tức lên. Báo Tài nguyên Môi trường, còn cái hai người ở cái báo kia là báo gì? Các bạn không thể chơi lại nhà báo đâu. Tôi nói cái sách mách có chứng. Báo này là báo gì? Báo Môi trường, báo Đô thị. Hai cái chữ cuối của cái trang mạng này, VN. Thưa chị, cái bài báo này khi can thi tôi lấy từ VTC ra nhé. Báo bắt ba phóng viên tống tiền doanh nghiệp ở Cao Bằng lấy từ báo VTC ra, mà VTC nói là trích nguồn của Tiền Phong.
Và có tên nữa, ở Cao Bằng thì tôi hỏi cây kỳ can thi là có phải ở Cao Bằng không, cho tôi cái link đi. Mà ngồi cãi nhau thôi mà khỏi khỏi đọc tin nữa, khỏi phân tích tin nữa. VTC VN, ok. Kỳ can thi còn không? VTC News bắt ba phóng viên tống tiền doanh nghiệp ở Cao Bằng. Tôi lấy bài ở trong này ra mà không sót một chữ. Trong khi ngồi ăn uống với một chủ doanh nghiệp và nhận số tiền trên 100 triệu đồng, ba phóng viên bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 27 tháng 7, tổ công tác của công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang các phóng viên và cộng tác viên của một số cơ quan báo chí gồm Nguyễn Hùng, báo Tài nguyên Môi trường. Báo Tài nguyên Môi trường khác với báo Môi trường và Đô thị, nghe chưa? Học cách đọc báo đi, rồi hãy tin. Thông tin trên VTV1 vừa đưa tin là chính xác. Thì đó, VTC đấy. Hệ thống VTC News đấy. Công Hải, cộng tác viên báo Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Văn, báo Pháp luật Việt Nam đang nhận trên 100 triệu đồng của một doanh nghiệp. Ông Ba Hy có phải doanh nghiệp không? Đồng ý muốn bênh Kỳ Cát Thi, muốn bênh ông San Sam, cùng phe với nhau. Ok, cứ việc. Nhưng mà nên nên công tâm đi. Nếu không công tâm được thì mình phải bây giờ Kỳ Can Thi cho tôi copy một đoạn thôi, vài câu thôi. Thằng phóng viên nào là của báo Tài nguyên và Môi thằng phóng viên nào của báo Môi trường và Đô thị bị bắt? Môi trường và Đô thị, tổng biên tập là tiến sĩ luật sư Đồng Xuân Thu, Kỳ Can Thi. Còn báo Tài nguyên Môi trường khác, San Kham là San Kham, Nguyễn Bình Phương là Nguyễn Bình Phương. Hai người rất cộng tác với nhau trong tất cả các chương trình live stream, không có nghĩa rằng San Kham là Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Bình Phương là San Kham. Thì Môi trường và Đô thị không có nghĩa rằng là Tài nguyên và Môi trường cũng là một. Ok chưa, Kỳ Can Thi? Tôi đã giải thích từ lúc đầu rồi và không thấy ai phản đối. Kỳ Can Thi mới vào cái rồi lại bình ông San Kham. Thông tin trên VTV1 vừa đưa tin là chính xác. Ok. Bây giờ Kỳ Can Thi trả lời cho tôi đi. Cảm ơn Hà Dương, nhà báo nói chuẩn. Ngọc Sơn, mẹo vặt cuộc sống, cảm ơn bạn. Tiếp thế ở Cao Bằng, đúng rồi. À, ông cái chuyện này, chuyện ở Cao Bằng có liên quan gì tới cái Ba Hy này không? Thành ra tôi mới nói là cái người San Kham kia là San Kham giả. Bây giờ dù là San Kham thật thì anh San Kham thật không bao giờ nói cái chuyện đó hết. Anh không bao anh San Kham thật không bao giờ hồ đồ mà nói rằng đây là phóng viên ở Cao Bằng
Không bao giờ. Tôi tin chắc rằng như vậy. Bởi vì tôi biết trình độ của anh Sang Kham rất là giỏi chứ không phải không. Anh Sang Kham nói hai nhà báo Tống Tiền bị bắt quả tang là đúng đấy. Ki Can Thi. Tôi mong một câu nói của Ki Can Thi. Tại vì tôi muốn tâm phục và khẩu phục. Còn nếu mà chưa phục thì cho tôi biết. Tôi sẽ chứng minh tôi có rất nhiều tài liệu. Một loạt những thằng Việt Kiều mà nói là trên Việt Vision. Tại sao nó đi đâu hết? Có ai bắt Nguyễn Ngọc Lập câm họng không? Đức Đầu Bạc bỏ chạy không? Rồi những cái thằng mà kia đi đâu hết rồi? Ngay cả Phùng Thuận Châu bây giờ cũng không lên trên trên Việt Vision nữa. Chỉ còn có ông Peter Phượng nửa nạc nửa mỡ. Và tôi đã cảnh cáo Peter Phượng ngày hôm qua rồi. Ok. Thì đó tôi cho Ki Can Thi biết. Cấn Thị Ký, Cấn Thị Ký. À, bây giờ là 11:35, không biết cái bài báo này cũng khá dài. Bắt ba phóng viên Tống Tiền doanh nghiệp VTV1, VTV News. Tất cả những bản tin VTV1 cho tới VTV11 đều lấy bản tin chính từ VTC News, tức là bài viết. Còn phóng viên Tống Tiền á, từ xưa nay bị bắt rất nhiều chứ không phải mới đây đâu. Phóng viên Tống Tiền 5 tỷ đồng phó chủ tịch thị xã Thanh Hóa 2018. Hiện tượng phóng viên Tống Tiền này 2020 không thể đổ lỗi cho cơ chế. Phóng viên Tống Tiền này đi xem bơ này mùng 2 tháng 12 năm 2020 này đấy. Đầy hết. VTC 2020 này, 6 kẻ Tống Tiền, 3 quả tang Tống Tiền doanh nghiệp. Anh Quang Quất, tôi không nói việc vấn đề ăn tiền. Tôi đang nói vấn đề tại sao là vụ ông Ba Hy bảo rằng tôi nói láo và cho rằng cái người mà phóng viên về bài ông Ba Hy đã bị bắt sáng nay ở Cao Bằng. CB là Cao Bằng đúng. Đây là lý do ba phóng viên bị bắt ở Cao Bằng này. Tờ báo Việt Nam Net này. Cũng lại y chang như vậy, bởi vì báo Việt Nam là tin giống như nhau hết, có cả hình luôn à. Đây, ba phóng viên vừa bị bắt vì hành vi cưỡng đoạt tài sản. Có nói gì Ba Hy trong này đâu? Ok, tôi hy vọng tôi không trở lại cái chuyện này. Tôi biết Ki Can Thi biết mình sai, thành ra không có trả lời nữa. Các bạn tưởng tôi 76 tuổi, tôi không giỏi về công nghệ thông tin. Ok, chị nói tin ông Sang Kham là đúng, đúng không? Ki Can Thi nói là đúng, đúng không? Thì tôi chỉ khẳng định tin VTV vừa đăng tải là đúng. Mà trước đó tôi đã đăng cái bản tin của VTV rồi. Tôi đã đăng rồi. Và tôi nói rằng những người đó là báo Môi Trường. Ok,
Kỳ Can Thi có phải là ông Quang Quốc không? Quang Quốc có phải là Kỳ Can Thi không? Đó. Mỗi người có một cái tên. Tờ báo Môi Trường và Đô Thị khác với tờ báo Tài Nguyên và Môi Trường. Còn ẩn ý gì chi tiết của người làm báo? Cái chuyện ẩn ý của người làm báo không thành vấn đề ở trong cái nội dung này. Ở trong nội dung là San Kham bảo tôi là lầm. Okay. Thành ra tôi mới phải làm cho sáng tỏ tôi không lầm. Mà các bạn chưa biết đọc báo. Thế thôi. VTV1 báo ở Cao Bằng mà tôi đang nói chuyện của ông Trịnh Lương Hy mà từ năm 2018. Còn Cao Bằng mới ngày 27 tháng 7 năm 2022, cách đây 4 năm. Chính các bạn mới có cái ẩn ý đó. Các bạn muốn định hướng dư luận trong một cái thuyết âm mưu để nói rằng thằng Nguyễn Phương Hùng này đưa tin giả, đúng không? Anh Nguyễn Phương Hùng lầm rồi, đấy. Tôi không lầm. Quý vị cố tình lầm hay là quý vị bị lầm? Quý vị chưa biết đọc báo, tôi khẳng định. Tôi khẳng định như vậy. Ok, bây giờ chúng ta trở về cái còn có 20 phút là không biết đọc nổi cái bài này không? Bài này cũng rất dài. Chính các bạn làm mất thời giờ của tôi đấy. Nếu mà tôi không bị vụ ông San Kham rồi bị Kỳ Can Thi bênh nhau vào đây để tôi nè, các bạn nên nhớ rằng tôi làm báo, tôi là người chịu trách nhiệm bản tin, không phải là các bạn chịu trách nhiệm bản tin. Các bạn chỉ là người đọc thôi. Người ta thưa là thưa tôi chứ không phải thưa các bạn. Nhưng tôi đã nói rồi, tờ báo Môi Trường và Đô Thị khác với tờ báo Tài Nguyên và Môi Trường. Mặc dù nó cùng cùng cái chữ Môi Trường. À, người biên ải tôi không biết, nhưng mà cái đó là tôi chụp hình tôi đưa lên ai cũng nhìn thấy, mà ông bảo rằng đây văn bản giả. Thành ra Trần Bằng nó nói rằng nó đã đọc 6 bài báo rồi mà quý vị chưa ấy, chứ tôi đâu biết làm sao tôi biết anh chôn được văn bằng giả đây, nổ vừa thôi, ca, có nghĩa rằng cho tôi là nổ đúng không? Thành ra tôi phải nói lại thôi. Còn bây giờ anh nói là không phải, anh chỉ muốn trêu thì tôi không thấy là trêu. Tại vì trong kênh kênh Thái Lê Thái Nổ người nào đăng cái đó? Tên của tôi mà KBTHNTV2 mà. Anh không nói đến danh tính và hành vi của tôi, nhưng mà cái tút của tôi đăng lên anh bảo rằng đây là cái giả thì anh nói ai? Thằng nào đăng cái bản văn bản giả đó? Người biên ải tôi rất tử tế với anh, rất tốt với anh mà chưa bao giờ nói xấu với anh hết. Ngay cả lúc mà chúng ta không đồng thuận với nhau, anh bị Long Lu kết mới ấy, bị nó đá ra khỏi cái khu bên đó, anh bị đa số anh em bên này cũng chê nữa, mà tôi vẫn để anh ở trong cái Facebook của tôi đâu có hủy kết bạn với anh đâu, bởi vì tôi muốn phổ biến chứ không phải là tôi không dám hủy kết bạn với anh. Còn nếu anh không thích, anh cứ việc ra khỏi cái Facebook của tôi, hoặc là lát nữa tôi hủy kết bạn với anh, thế thôi. Và ngay tại bây giờ nữa, tôi cũng có quyền đá anh ra luôn nữa. Chuyến bay giải cứu công dân trở về nước do đại dịch COVID-19. Biên tập bởi Nguyễn Phương Hùng.
Vụ chuyến bay giải cứu công dân trở về nước là bê bối nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 năm 2020 và 2021. Phát hiện, khởi tố và bắt tạm giam các cá nhân liên quan vào cuối năm 2021 và năm 2022. Anh người biên hải, anh bướng quá này. Kênh đó là kênh của Lê Thái, nhưng mà cái tút đó là tút của tôi. Thí dụ anh vào Facebook của tôi, anh đăng như vậy, thì cái thằng đăng là thằng chịu trách nhiệm hay là cả một tôi làm cái Facebook đó? À, cái Facebook này của ông Lê Thái thành ra không sao hết. Tôi trêu ông Lê Thái. Cái người nào đăng cái tút đó là tôi, KBCHANTV chứ không phải Lê Thái. Lê Thái chỉ là một cái sân chơi mà tất cả chúng ta là những người đang chơi. Anh là một trong 11 cầu thủ đang đá banh. Tôi cũng là một trong 11 cầu thủ đó. Tôi đá trái banh, anh em anh đá răng ra ngoài sân. Thì đó là anh đá trái banh của tôi chứ đâu phải là anh đá trái banh của cả cái đội đó. Mà cái đội đó thằng Lê Thái nó đang làm chủ là kênh Lê Thái. Nhảm nhí đi, đi cút đi chỗ khác đi anh. Nhảm nhí, chính anh mới là người nhảm nhí. Người ta đăng tút, người ta ký tên đàng hoàng mà bảo là của Lê, trêu Lê Thái. Tôi nói anh rất là lịch sự, tôi chưa chửi thề một câu nào. Bây giờ anh đã bảo tôi là cái đó là giả, bây giờ dưới này anh vào đây anh bảo tôi là nhảm nhí. Nhảm nhí thì thôi, ok, đừng có ngồi đây. Bây giờ tôi mới thấy tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ nó học, đi học của anh. Một ông thầy mà không hiểu được người nào làm chủ kênh và người nào đăng tút. Đi vào chê cái tút người ta mà bảo là nó trêu Lê Thái. Làm mà hèn không dám nhận. Cái bài này còn rất dài thưa các bạn, nếu mà tôi đọc chắc là cũng phải là một tiếng hồ nữa. Ở dưới này đó còn thêm một cái chứng minh này. Quốc tịch của thằng Hoàng Duy Hùng này này, Cameroon này này, dài lắm, dẫn dài dài lắm. Và còn một cái video thằng Hoàng Duy Hùng này, nó lên án cái vụ mà ấy. Thành ra bữa nay nhiều chuyện quá là làm mất thì ông từ lúc ông Sam Sam rồi vào rồi tới lượt ông Nguyễn Lê Thế rồi tới mà Kỳ Cần Thi rồi bây giờ tới người biên ải. Tôi chụp cái hình tôi đưa lên địa chỉ của ông Trương Lương Hy, Trịnh Lương Hy lên, ông bảo là cái này là giả. Tôi mở lại cái Lê Thái. Tôi chắc không đọc cái bài này các bạn, để dành ngày mai luôn. Tôi muốn chứng minh rằng ai nhảm nhí.
À, hình như cái tút đã xóa đi rồi, không thấy nữa. Coi lại lần nữa. Rồi đúng rồi, tốt đó xóa đi mất tiêu. Xóa đi nhưng mà lại bảo người ta là nhảm nhí. Mà tôi chống chọi với cộng đồng này cả mười mấy năm nay. Tôi về Việt Nam chống với lại tụi tổ quốc trên hết. Từ Trung tướng Nguyễn Nguyễn Thanh Tuấn cho tới hy vọng nó nằm trong này. Rồi không có rồi. Đã thả ghim, coi thằng này nó thả cái gì, cà phê phin là ai đây? À, ông này cho biết là cái địa chỉ của bà Hy. À, bản đồ cho Lê Thái để đi á. Đi qua cái community thì coi nó còn không? Xóa rồi. Lúc nãy là nó nằm ngay trên đầu. Nằm ngay trên đầu này. Bây giờ xóa rồi đi vào trong này rồi cãi nhau người ta.
Lê Thọ trong câu chuyện hôm nay ai vào cũng nói chú Hùng sai mà không đưa ra được chú Hùng sai chỗ nào thì làm sao chú Hùng phục được. Huyền thoại Tuấn Nguyễn từ nãy giờ chị chưa thấy anh Hùng nhảm nhí ở chỗ nào. Huyền thoại Tuấn Nguyễn, nếu em thấy anh Hùng nhảm nhí thì đừng bao giờ ló mặt vào xem kêu anh Hùng nữa, ok. Huyền thoại Tuấn Nguyễn, em là người nhảm nhí nhất chị đã từng thấy, người bên này. Quý vị thấy là ai nhảm nhí không? Tôi đăng ở trong cái tin cộng đồng, cái địa chỉ đó, thì người ta nói là nhảm nhí. Và người ta xóa đi, trong nó xóa luôn cả cái của ông Quý Nguyễn ở Melbourne. Tại vì những cái nào follow á, là khi mà cái message chính bị xóa là xóa đi hết. Thì tôi là người đăng và ông người biên ải là người bảo đây là cái hình giả. Nổ vừa thôi, khà 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 khà. Tại sao lại bảo, mà lại, có bảo là trêu Lê Thái, anh đâu có trêu Lê Thái như vậy được. Tại vì tôi là người đăng cái tút đó chứ phải Lê Thái đăng đâu. Hy vọng trong Facebook cái còn. Hèn ấy. Đi xóa đi xong rồi vào đây bảo người ta là nhảm nhí. Nghe vụ kiện của Hoàng Duy Hùng này thua nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh, hồi đó ông Thịnh ông hiền quá, ông đòi phạt có năm trong Facebook tôi mới đưa lên một loạt bài về Hoàng Duy Hùng. Xong anh bảo là anh ở anh là ok xin lỗi tôi đùa thôi anh Hùng ơi, là được rồi không sao. Đằng này ông bảo là cái này là của Lê Thái, kênh này của Lê Thái, tôi đùa Lê Thái. Thế ai là người đăng cái tút? Kênh này kênh của Lê Thái, Lê Thái đâu chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Bảo nổ vừa thôi, mà trong khi á, cái người mà khám phá ra chuyện này là Trần Bằng đâu phải là tôi đâu. Tôi chỉ là người ăn theo Trần Bằng thôi. Trần Bằng mới là người có công tìm ra được cái này. Mà Trần Bằng đọc đủ 6 bài báo rồi. Tôi nghĩ rằng các tôi cũng không cần đọc nữa. À, bữa nay anh sang khám của anh bà Phùng Đại Châu về cái vụ nhân ngày thương binh liệt sĩ, chúng tôi nhớ ơn tới bác sĩ Nguyễn Thùy Trâm gì đó, bác sĩ nổi tiếng đó. Mà ngày thương binh liệt sĩ mà nhớ bác sĩ thôi.
còn tất cả những anh em khác không nhớ. Vì thế biết ai đó, Đào Minh Quân này, Trần Dần này, Vũ Hoàng Lân này. Hồi đó tôi viết này mà 27 tháng Giêng 2021 khái quát lịch sử Đảng Cộng sản của Việt Nam. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Chắc tìm không ra rồi. Nhân tiện đây hỏi thăm bà, còn vài phút nữa hỏi thăm bà Phòng Tuệ Châu, bà là phó hội cờ đỏ hải ngoại, Hoàng Duy Hùng là chủ tịch của hội cờ đỏ. Ngày hôm nay thì cái hội cờ đỏ hải ngoại này được bao nhiêu người? Thằng Hoàng Duy Hùng chơi những cái trò lấp liếm ma giáo, tính nói lập hạ hội cờ đỏ để nó sẽ xin vào quốc tịch Việt Nam nữa. Chỉ cần nó, thằng đó là những người nó lấy phương tiện làm cứu cánh, không bao giờ nó lấy cứu cánh làm phương tiện. Bất cứ phương tiện gì nó dùng được là nó dùng để nó đạt được cái mục tiêu. Quý vị còn nhớ cái vụ mà xe VinFast không? Xe VinFast ra mắt ở Los Angeles không? Thì thằng Hoàng Duy Hùng nó khoe rằng nó có mặt ở đó mà có hành động, thì tôi mới troll nó, tôi bảo có, tại vì tôi là người còn đi ăn tiệc với lại anh em VinFast, thì trở về thấy một người đang dọn dẹp ở chỗ đó, nhìn kỹ lại ở thấy ra thằng Hoàng Duy Hùng, tức là nó được VinFast tới mời tới để làm ô xin. Nếu mà nó được tham dự ở chỗ VinFast Los Angeles thì tại sao trong thời gian nó ở Việt Nam nó không được VinFast mời, kể cả thằng Nguyễn Quang Trường nữa, nhà báo hải ngoại, không được VinFast mời tới thăm cơ sở VinFast tại Cát Bà. Đấy. Là Cát Bà, cả đang ông Nguyễn Quang Kiên nữa. Thì thằng Vũ Hoàng Lân không biết về có chuyện gì không, nhưng mà cũng hình như là không được hậu hĩ hay là không có phong bì, chỉ được cho ăn ở free. Thành ra Vũ Hoàng Lân về quất một cái bài 6 ông CEO của Mỹ đã nghỉ việc, một cơ sở mà chưa chính thức ra mắt mà đấy có 6 CEO nghỉ, thật sự rằng trong đó có 2 ông bị đuổi, còn 2 ông thì tự ý nghỉ việc, và 2 ông kia thì không phải bị đuổi mà
bị cái gì tôi không nhớ lắm. Thì điều đó chứng tỏ rằng á là cái thằng này nó chuyên môn nói láo để nó khoe mẽ rằng nó là nhân vật quan trọng. Nhưng mà thật sự rằng người ta thường người ta nói dương vật quan trọng mà vợ nó còn chê nó thì làm sao nó quan trọng được cái gì nữa. Ngày hôm nay tôi lấy được một loạt tài liệu khác nữa có liên quan tới vụ ông Richard Nguyễn, tức là Nguyễn Thanh Vũ, người mà đăng quảng cáo ở trên phố Bôn Tra TV đó. Tôi chưa xem, nhưng mà khi tôi xem xong tôi sẽ đọc kết quả vụ án tôi mới đau mới tải về trang máy. Hai lần luôn, bị xử hai lần, năm 2019 và 2021. Ông Nguyễn Thành Vũ là người bị bị tố cáo về tội lường gạt đầu tư. Vụ này năm 2019 và đã được xử ngày 15 tháng 11 năm 2021. Ngày mai tôi coi kỹ xong rồi tôi sẽ thông báo cho quý vị. Đáng nhẽ cái này thì bên phố Bôn Sa TV phải thông báo. Tại vì phố Bôn Sa TV là người đăng quảng cáo của Nguyễn Thanh Vũ mà. Và chính nhờ phố Bôn Sa TV và một số người bị mất tiền. Mất tiền là mất tiền đầu tư đó. Đại khái thì kết luận cuối cùng là tòa phán là 1.397.722 đô la cộng thêm một cái tiền prejudgment là 105 đô. Tổng cộng là 1.503.554 và 4 xu. Đó là cái số tiền phạt cho Nguyễn Thanh Vũ. Còn cái tiền, còn thời gian ở tù thì tôi chưa thấy. Có lẽ là án tù chưa xử, thì tôi sẽ đọc cái này sau nha các bạn. Tôi mới download ngày hôm nay. Hôm nay tôi tính lấy một phần nào của ông Nghĩa Trung Phạm. Ông nói về bà Phùng Tuệ Châu. Tôi thấy ông Nghĩa Trung Phạm nói rất đúng và rất là nặng nề. À, khi can thi, cái chuyện nó xong rồi. Ok. Đừng có phủ bênh phủ, huyện bênh huyện. Cái đó là cái tính cực đoan. Giờ tôi hỏi rằng á, chỉ bỏ qua chuyện biên hải đi. Chuyện đùa với Lê Thái, cái đó không phải đùa với Lê Thái, đùa với cái người đăng cái tin. Thí dụ như Kỳ Can Thi đăng lên, tôi trả lời Kỳ Can Thi, chứ không phải là cái chủ thớt của cái kênh đó. Okay. Chỉ giữa hai người, người biên ải và KBCHNTV2 có liên quan gì tới Lê Thái đâu mà trôn Lê Thái. Lê Thái đâu có đưa cái
cái tin đó đâu? Sao bạn vẫn còn cứ cố chấp như vậy? Đây là một lần cuối cùng tôi chấm dứt chuyện này, tôi không nói, bởi vì những cái người cực đoan như vậy rất khó mà nói chuyện. Còn nếu bạn còn lại nhải nữa thì tôi mời bạn đi chỗ khác chơi. Tôi nói bạn, cái kênh của Lê Thái tôi có quyền kiếm tiền trong đó mà tôi cũng không có kiếm. Tôi là chủ kênh của Lê Thái mà tôi có kiếm tiền đâu. Cả năm trời nay một tháng là được 200 đô, được bao nhiêu? 12 tháng là được bao nhiêu? Mười hai tháng nhân 200 cũng được 2.400 rồi, gần 50 triệu, đâu phải nhỏ. Vô tình, chỉ là vô tình mọi người thấy. Thế tại sao ông người bên này ông xóa cái đó đi, không để đó làm bằng chứng, rồi xóa đi xong rồi vào gây chuyện để bảo tôi nhảm nhí? Bênh thì cũng phải bênh đúng thôi chứ, còn nói rằng là ông San Kham nói là đúng thì tôi đâu có nói sai đâu. Nhưng mà nó sai là sai ở chỗ là cái tờ báo Tài nguyên và Môi trường khác với tờ báo Môi trường và Đô thị. Tờ báo Môi trường và Đô thị nói về ông Trịnh Lương Hy, còn tờ báo của Lê Thái nói là cái tờ báo Tài nguyên Môi trường chỉ có một thôi nha, còn một người khác nữa và một người khác, ba người của ba tờ báo khác nhau nhận 100.000 đô la, à 100.000 tiền Việt Nam bị bắt. Phạm Văn Trân Trung muốn đây, muốn gì đây? Nhờ các bạn chuyển thông tin đến những ai đang cần biết, biết ơn vì tất cả. Bác sĩ Phan Xuân Trung nói muốn gì? Thân gửi cả nhà ngày 23 tháng 10 đoàn bác sĩ Mỹ Suzy Corp về mổ tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình phục hồi chức năng, địa chỉ 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình. Đối tượng là mổ bỏng, là dính tay chân dị tật vận động, hở hàm ếch, u mật, chi phí hoàn toàn miễn phí. Anh chị em nào có biết những hoàn cảnh như trên cần được giúp đỡ thì xin vui lòng liên hệ với Sơ Dũng, tức là ông Dũng, Ban Y tế, số 0388 560 750. Tôi đọc lại 0388 560 750. Quý ông bà, anh chị em biết ai cần mổ xin báo cho anh Hữu Mai, số 0913 537117. Ban Caritas Giáo xứ Hiển Linh Đồng Kính Đồng Tiến, à Sơ Dũng đây tức là cha Dũng đó, à, rất mong sự chia sẻ của quý vị. Vâng, chúng tôi hân hạnh thông báo cho các bạn cái tin này. Bác sĩ Phan Xuân Trung là một trong những cái, người trong thành viên trong cái Facebook của tôi mới gửi cho chúng tôi. Vâng, thì xin phép chia tay với các bạn và cái bản tin này chúng tôi đọc ngày mai. Có một vài cái tin nhắn người phản biện: nếu chị Thanh đàng hoàng thì cũng không nên dùng avatar của người khác để xỉu đá nó hiểu nhầm là chị Ngà dùng tên khác đi comment. Chị Thanh dùng tên của chị Ngà. Ở trong này thì họ Ngà là không có vào. Mà chị Thanh là ai tôi không biết. Thì có thể đây là người phản biện ám chỉ chị Thanh là huyền thoại Tuân Nguyễn. À, cái chuyện đó là chuyện của quý vị, tôi không có ý kiến. Thì bây giờ người phản biện lại muốn lái câu chuyện đi một cái hướng khác nữa.
Huyền thoại Tuân Nguyễn, trước giờ chị vẫn tôn trọng em, xem video của em, rất quý mến em. Nhưng kể từ lúc em nói với anh Hùng những câu như vậy, chị không còn tôn trọng em nữa. Người bên ải. Cảm ơn Tuân Nguyễn. Lê Phi Long, bà Phùng Tuệ Châu là dạng vớ vẩn, ăn theo nói leo. Bà thì cũng chuộc lại giống như Hoàng Duy Hùng. Nói ra thì nó buồn cười. Khí tồn tại não. A50 Galaxy, người bên ngoài hôm nay uống rượu quá chén hay sao mà vào diễn đàn hổ báo thế? Khi căn thi biên ải nói chuyện đùa với Lê Thái cũng chỉ là một biểu hiệu cá tính vốn có, dù không đặt không đúng chỗ. Không đặt không đúng chỗ, cái đó mới là nguy hiểm. Đùa với Lê Thái thì nói chuyện Lê Thái, còn đây là một cái bản tin. Đây là bản tin giả. Nổ vừa thôi, cà 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 cà. Có phải Lê Thái đưa lên đâu mà Lê Thái nổ? Lê Thái làm sao biết bản tin nó thật hay giả? Tôi là người đưa lên thì tôi chịu trách nhiệm. Thành ra đặt không đúng chỗ cũng không phải nữa. Cố tình chơi tôi. Bởi vì cố tình thành ra bây giờ mới xóa đi, đúng không? Không có tật sao giật mình? Không có gian dối sao lại xóa đi? Tự mình xóa mất cái đấy. Hiền nhân. Đôi bên hiểu nhầm ý nhau thôi. Status đó là anh Nguyễn Phương Hùng đăng trên kênh Lê Thái. Nhưng có lẽ người biên ải và mọi người vào xem cứ tưởng Lê Thái đăng lên, trêu Lê Thái mà không để ý kỹ người đăng status đó. Hiểu nhầm, chuyện bỏ qua. Anh hiền nhân, tôi rất cảm ơn anh. Cái dĩ hòa vi quý của anh, nhưng không, đã người là người biết chơi Facebook, đã là người biết đọc YouTube, không thể nào không biết cái người đăng là ai, bởi vì người ta cái người nào đăng cái đó là nó nằm, cái tên nằm ngay ở phía trên cái bản tin, không thể nào hiểu lầm được, trừ phi cố tình hiểu lầm xong rồi lại cố đấm ăn xôi, lại cực đoan không nhận lỗi mà lại còn bảo tôi là nhảm nhí. Thì thôi hỏi anh, tôi hỏi anh như thế này, cho là hiểu nhầm đi, thế thì nhảm nhí thì nó có hiểu nhầm không? Tôi chưa nói một câu nào hỗn láo với lại ông thầy giáo, bởi vì tôi tôn trọng, trong cái cuộc sống của tôi tôn trọng hai loại nghề nghiệp là nghề giáo và nghề y. Tôi cho rằng hai cái nghề đó là rất cao quý. Nhất là nhà giáo ở Việt Nam lại còn ít lương nữa. Thành ra các nhiều người nhà giáo còn phải đi dạy thêm, để kèm thêm, để kiếm tiền. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên có những nhà giáo xấu. Nhiều nhà giáo bị bắt và có nhiều bằng cấp giả thì đó là một cái thiểu số, chứ mình không thể đổ tại cho chính sách hay chủ trương của nhà nước. Vật mõm lông hỏi câu rất hay. Tôi không muốn đây là Lê Thái xóa. Chỉ có Lê Thái mới xóa được cái tút của tôi. Thì trong cái tút của tôi đó, tại vì hồi chiều tôi có nói chuyện với Lê Thái, tôi không nghĩ rằng ông Trần Biên Hải nhờ Lê Thái xóa. Mà nếu mà không nhờ đó thì cái tội nó nhẹ hơn. Tôi chỉ nói với Lê Thái rằng đó, ông Trần Biên Hải sao bữa nay kỳ quá. Cái bài đó mình đánh Trịnh Lương Hy
Ông Trần Biến Hải mắc mới thì ông có ghét chú thì ông cũng không nên vào. Ông comment. Đây là tài liệu giả. Đừng có nổ. Khà khà khà. Không thể nào là không biết cái đó là của tôi. Cho dù không phải không biết KBCHNTV2 là nick của tôi thì cái đó cũng không phải của Lê Thái. Còn nếu mà Lê Thái bị, tôi nói là bị nha, đóng vào một kép ông Trần Biến Hải, à, em giúp em xóa giùm anh cái của ông Hùng đi. Cái đó là Lê Thái sai. Lê Thái chỉ có quyền xóa cái của ông Trần Biên này chứ không có quyền xóa cái của tôi. Đó là trả lời cho Bạch Long Món. Còn nếu mà tôi tức lên nữa đó, tôi điên lên nữa đó, thì tôi bảo tôi đóng kênh của Lê Thái vẫn được như thường. Hoặc là tôi xóa tất cả những comment trong đó cũng được như thường. Nhưng mà tại vì tôi không biết cái vụ việc này nó rất là nhỏ, không có cái gì hết, chỉ có cái là ông người bên này ông sai mà ông không chịu nhận là sai, rồi ông còn đưa cả bầu đoàn thê tử vào đây bênh vực cho ông. Đầu tiên là ông San Kham thật hay giả tôi không biết, nói rằng á anh Hùng lầm rồi. Báo sáng nay đã đăng hai nhà báo của môi trường bị bắt ở Cao Bằng. Hai người bị bắt ở Cao Bằng là ngày hôm nay 27 tháng 7 2022. Còn cái vụ Trịnh Lương Hy, tôi chỉ chụp hình cái địa chỉ của ông Hy khi mà Lê Thái hỏi có ai biết địa chỉ của ông Hy ở đâu không, để Lê Thái lái xe đi lên. Và Lê Thái đã lên rồi. Okay. Tôi chụp hình, tôi cho cả địa chỉ của cái khu 50 hectare của Trịnh Lương Hy. Mà cái chuyện đó xảy ra từ năm 2018. Tức là cách đây 4 năm. Mà sao ông San Kham bảo tôi lầm? Tôi lầm ở đâu? Không thấy trả lời. Ngày hôm nay không phải tin của ông tỷ phú Hoàng Kiều. Ông Hoàng Kiều đã bán công ty và đã về hưu. Thế thôi. Và tôi cũng không biết ông làm gì, ông làm như thế nào. Đó là cái tôi trả lời câu vấn. Biên này sao lại xóa được bài trên kênh Lê Thái? Mà nếu mà Lê Thái, một là Trần Biên này yêu cầu, hai là Lê Thái xóa hết, thì Lê Thái chỉ nên xóa cái của Trần Biên Hải chứ không có quyền xóa cái của tôi. Tại vì Lê Thái hỏi mà có ai biết địa chỉ của Trịnh Lương Hy đâu thì tôi đưa lên thôi. Trừ phi nhé, công an yêu cầu Lê Thái tháo xuống. Đấy đó. Tôi đưa cho Lê Thái một cái giải pháp để Lê Thái lấy cái đó. Cháu xin lỗi chú, công an yêu cầu cháu tháo xuống thì được. Tôi làm gì Lê Thái bây giờ? Nó đã xin lỗi tôi rồi, nó bảo bị công an. Còn nếu không phải công an yêu cầu mà Trần Biên này yêu cầu mà xóa cái cũ của tôi nữa là không được ạ. Bậy bạ ạ. Chú cháu thì chú cháu, mà đánh nhau thì cứ đánh nhau thôi, sẵn sàng chơi nhau tới bến. Cả một cái cộng đồng ở đây mà tôi còn chơi tới nơi, tới nơi luôn. Huống hồ cách nhau 12.000 cây số. Hồi chiều Đức Đầu Bạc có gọi điện thoại tôi nói chuyện. Đức Đầu Bạc ngã ngửa ra luôn. Ông ở đâu ông có cái tài liệu về Trịnh Lương Hy vậy? Hay quá vậy.
Tức là ông cũng đâu muốn nói chuyện tôi mà thấy có cái vụ tài liệu Trịnh Lương Hy, rồi có cái vụ mà Hoàng Duy Hùng sắp sửa lấy vợ. Tôi giải thích như lúc ấy tôi nói với các bạn, chờ đi mùng 7 tháng 8 coi có không, và bao nhiêu người tới tham dự. Có mấy người gọi điện thoại, à nhắn tin cho tôi, nhắn tin qua Messenger, cũng có gọi điện thoại nữa. Chắc cháu không tới đâu. Ai mà thơ mời mà tới mà ăn đám hỏi mà bất lịch sự. Cái tự nhiên là mẹ Kim Ngân muốn làm đám hỏi ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 8. Thì mẹ Kim Ngân muốn, muốn chứ đâu phải Kim Ngân muốn. Thì mẹ Kim Ngân muốn Hoàng Duy Hùng cũng được. Tôi bảo đảm mẹ Kim Ngân nhỏ tuổi hơn Hoàng Duy Hùng nhiều. Bà có con 21 tuổi. Thì bà cho là 20 tuổi bà có con. Thì bà năm nay 41 tuổi. 25 tuổi bà có con. Thì năm nay bà 46 tuổi. 30 tuổi bà có con. Thì năm nay bà mới 51 tuổi. Vẫn nhỏ hơn ông Hoàng Duy Hùng. Thì bây giờ bà già 51 tuổi lấy một thằng 61 tuổi hơn nhau 10 tuổi. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng mà chuyện tôi không nhỏ. Xóa cái status của tôi đi là không được. Mà chỉ có Lê Thái có quyền xóa. Trừ phi Lê Thái lại cho một người khác được quyền làm quản trị trong đó. Nhưng mà không, Lê Thái không có. Tôi không thấy ai có quyền quản trị trong đó ngoại trừ tôi và Lê Thái. Thì tôi không xóa thì Lê Thái xóa. Nhưng mà Lê Thái chỉ có quyền xóa của ông người bên này chứ không có quyền xóa của tôi. Trừ phi công an ra lệnh Lê Thái phải xóa. Mà Lê Thái sợ hay vì không muốn gây rắc rối tại vì công bố địa chỉ của người khác. Nhưng mà thật sự khi mà cái địa chỉ đã được chính thức đăng ở trên báo của nhà nước môi trường và đô thị thì cái điện thoại, cái địa chỉ đó nó trở thành public này. Tại vì báo là public, không còn phải giấu giếm nữa. Do đó bằng cách nào hay cách khác thì cái chuyện đó không phải là chuyện nhỏ, chuyện đó sai, hoàn toàn là sai. Vâng, bây giờ là 12:25, cũng 2 tiếng rưỡi nói chuyện các bạn. Xin hẹn gặp lại ngày mai. Và chúng ta sẽ nói về cái vụ đường bay giải cứu này. Trong cái đường bay giải cứu này các bạn sẽ ngã ngửa ra rất nhiều cơ quan liên hệ. Thành ra số người bị bắt đây á, chưa phải là đủ đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 người chưa phải hết đâu. Tôi không biết Khải Đào sống chết là sao, chúng tôi không có liên lạc với nhau. Cái người nào mà chửi tôi thì tôi ít ít để ý. Thì tấm hình này á, là nó cho cái danh sách như thế này này. Họ và tên, chức danh, tội danh. Cán bộ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chắc chắn là tài sản của công, tức là mang khẩu trang y tế đi. Chiếc máy bay Vietnam Airlines tôi để đây chỉ là một hình thức minh họa. Bởi vì trong chuyến giải cứu này có cả Vietjet, có cả Bamboo Airways.